Em Hoàng Dân, cửa hàng vật tư nông nghiệp Tuấn Hồng Ba kính chào quý anh chị và quý bà con. Hôm nay em làm video nói về cái thuộc khô vằn trên bắp. Thì hôm nay em đi vào vườn của anh Nhật Hải, thì bắp anh đang bị tình trạng khô vằn. Thì khô vằn trên bắp thì quý bà con xịt cái loại thuốc nào hiệu quả? Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý bà con là cái thuốc đặc trị khô vằn và cái sâu đục thân trên bắp. Thì ngoài những cái giống bắp mà kháng sâu bệnh thì một số bà con vẫn trồng những cái giống bắp thông thường. Thì thường thường những cái giống bắp thông thường thì nó vẫn bị nấm và sâu đục thân tấn công. Thì sử dụng cái loại thuốc nào để trị cái nấm khô vằn ở trên bắp? Thì hôm nay em xin giới thiệu cái bộ sản phẩm trị khô vằn trên bắp. Đây. Đây là cái thuốc An Vin quý bà con nhé. Quý bà con nếu cái bắp vườn nhà mình đang bị khô vằn thì sử dụng cái An Vin này, đặc trị rỉ sắt và khô vằn trên bắp này. Đấy, cái thuốc An Vin này của Sinta nhá. Đó, một chai này của anh chị và bà con pha cho em là 2 phi này. Bà con phun khoảng ít nhất 2 lần. Đấy. Còn cái này là thằng này đặc trị sâu đục thân. À, sâu đục thân trên bắp này, sâu đục trên nọn á. Đó, cái bộ đôi này quý bà con và anh chị phun cho em. Cái chai này 240 cho em 1 phi của công ty Thanh Sơn nhé. Đấy là đặc trị khô vằn và sâu đục thân trên bắp. Thì giai đoạn này bắp của anh Nhật Hải đang bị đây khô vằn đấy. Trời hơi nắng em quay nhiều khi nó không rõ lắm này. Đó, cái lạ này. Đấy. Đó. Đang bị rất là nhiều này. Đó, em quay dưới mặt trời thì nhìn không rõ lắm. Đây, bọn em đang vào đo vườn này xịt bằng máy bay đây. Đây. Đang bị nấm tấn công này. Khô vằn này. Bắp chuẩn bị trổ khơ này. Đang bị khô vằn rất là nhiều. Đây. Bao nhiêu sao vậy? 8 sao thôi mà. 8 sao. Từ đây chạy xuống đó đúng không? Nó bị khô vằn nhiều lắm chị. Thì vậy đấy thì chị mới cần phải xịt ngay chứ, mới sốt ruột chứ. Đây là cái giống của tập đoàn Thiên Tang trong thí nghiệm chị. Đấy, mới bắp này giống ấy. Đấy là bắp đang bị nấm khô vằn đấy. Thế làm sao mới chị mới phải cần xịt ngay chứ, sốt ruột. Trong cái tuổi thuộc ra đấy. Thì quý anh chị và bà con những vườn nào mà đang bị nấm khô vằn trên bắp này thì liên hệ em cửa hàng vật tư nông nghiệp Tuấn Hồng Ba nha. Hôm nay trời đang mới mưa, bây giờ đang nắng nên tránh chủ vào phun đấy. Thì hôm nay em vào vườn của anh chị để quay trực tiếp cái bệnh nấm khô vằn cho quý bà con và anh chị xem. Đó, những vườn nào đang bị tình trạng như thế này thì quý anh chị và bà con mua cái thuốc An Vin đặc trị khô vằn trên bắp phun nhé, phun cho em 2 lần nhé. Đấy, có thể kết hợp với sâu đục thân. Đó, cái sâu đục ở trên cái nọn này. Đấy, sâu đục trên nọn bắp. Đấy, thì hôm nay em làm cái video nói về cái thuốc khô vằn và sâu đục thân trên bắp. Thì quý anh chị và bà con thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho em nha. Kính chào quý anh chị và quý bà con nha. Hẹn quý anh chị và bà con trong những video tiếp theo nha.